đến lúc phá án rồi. Thế là Conan liền bắn phi tiêu có tẩm thuốc mê vào Zenitsu. Nhưng Conan đâu có biết khi Zenitsu ngủ, cậu ấy sẽ chuyển sang trạng thái sát thủ. Hơi thở của sấm sét thức thứ nhất. Loài quỷ bọn ta là bất khả chiến bại vào ban đêm, chịu thua đi. Muốn thắng ta, trừ khi là có mặt trời. Vậy thì hãy nhận lấy ánh sáng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ ánh sáng này còn chói lóa hơn cả mặt trời đấy. Ta ra lá bài thần ra. Tên quỷ Mù Gian thấy vậy liền cười một cách khinh bỉ. Sếp, thần ra là thần mặt trời à sếp? Hả? Thôi mày ngu mày chết mẹ mày đi thì mày kêu cái gì? Xã hội là khôn sống ngu chết kêu cái mẹ à mày kêu. Hè hè, cuối cùng cũng đã đến đêm rồi. Đây là môi trường loài quỷ bọn ta có thể thoải mái tung hoành. Thật trùng hợp, ta cũng vậy. May mắn đấy, hãy trở thành quỷ đi, giàu trụ khùm. Hả? Người tà râm luôn có quỷ đi theo. Sao mày ăn theo em mà hỏng nói? Tiêu rồi, tụi nó mạnh quá. Chúng ta cần ai đó có kinh nghiệm diệt quỷ đến giúp. Đây, xin giới thiệu với cậu, đây là ngài Dante trong game Devil May Cry, một thời săn diệt quỷ cực kỳ chuyên nghiệp. Báo, có một thằng vừa cầm kiếm vừa cầm súng xông vào căn cứ của ta. À, tao biết thằng nào rồi, mấy đứa tôm tẹp này mà hoảng cái gì. Trời ơi, cứ tưởng là ghen ra cái chứ. Chứ cái thằng Dante này thì chạy đi cho nhanh, kẻo tiêu đời con ạ. Tuyển dùng nó đi xếp. U là trời, tên này hẳn có thể sử dụng vụ điều hòa thân với cả hơi thở của nước nữa. Hả? Biết cả hơi thở của gió luôn sao? Chột tụi mắt thế. Đăng ký và bật chuông.